Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh của nhà bếp 89. Trên tay em đây là cái bộ dao dĩa đến từ nhà Duy Linh. Bộ này nó có tên là Kinh, 42 món dành cho 6 người ăn nhá. Mọi người đi tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng bếp 89. Trên màn hình quý anh chị là cái đóng hộp của bộ Duy Linh Kinh 42 món nhá. Đóng rất là nhỏ gọn này. Duy Linh này, Kinh này, 42 món này, dành cho 6 người ăn này. Mã code của sản phẩm này, mã Đức này. Chào mọi người, đi mở hộp cùng em nhé. Màu đỏ này, rất đẹp này. Đây là một set của sản phẩm, nó bao gồm 7 cái này. Đây có một lớp nữa. Và bên trong này nó bao gồm 7 cái set, tức là nó bao gồm 7 cái hàng như này, và mỗi cái hàng như này nó là 5 cái nhá, tổng cộng là 42 set dành cho 6 người ăn. Trên màn hình của quý anh chị là bộ dao dĩa Duy Linh Kinh 42 món. Đây là một set của sản phẩm này, sẽ gồm một set là gồm 7 cái như này. Đây là nĩa ăn hoa quả này, đây là nĩa ăn bistec này, đây là dao ăn bistec này, thìa phở này, thìa quấy latte này, thìa cà phê này, và đây là thìa quấy espresso này. Và dưới này thì nó sẽ có 5 set tương ứng như thế. Đây là 5 cái, 5 cái, 5 cái, 5 cái, 5 cái và 5 cái này, tổng cộng là 42 cái nhá. Bây giờ anh chị ấy cùng em đi tìm hiểu sâu hơn về thông số kỹ thuật cũng như đặc điểm nổi bật của cái dòng dao dĩa Duy Linh Kinh này nhá. Bộ dao dĩa Duy Linh Kinh này thì được nhập trực tiếp từ Đức và sử dụng chất liệu thép không gỉ 18/10 mọi người. 18/10 này. Đánh bóng gương rất là đẹp luôn, cực kỳ dày dặn. Bộ này là một trong những cái bộ dày dặn nhất của Duy Linh nhá. An toàn trong máy rửa bát. Đây là cái dao răng cưa này. Đây có cái răng cưa để mình cắt thịt cho nó dễ hơn này. Đây là dĩa ăn bistec này. Rất là đẹp nhá. Đây là dĩa hoa quả này. Đây là thìa quấy cái sữa latte này. Rất là dài. Đây là thìa cà phê này. Đây là thìa dùng cho espresso. Với giá thành chỉ hơn 2 triệu thôi, mọi người đã sở hữu ngay cho mình một bộ dao dĩa 42 món đến từ nhà Duy Linh, một trong những hãng nổi tiếng nhất thế giới về dao kéo nhá. Đầu tiên là về thương hiệu thì không phải nói, quá nổi tiếng rồi. Cái thứ hai là về chất lượng con này cực kỳ tốt, thiết kế đẹp, chất liệu thì 18/10, cực kỳ an toàn với sức khỏe nhá. Cái con này thì bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship Nội Thành Hà Nội, Ship CD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng được mua trực tiếp từ Đức và đầy đủ bill mua hàng từ Đức cho quý anh chị nhé. Con này thì bên em đang bảo hành 12 tháng. Anh chị nào muốn mua hàng hay là muốn tư vấn thì có thể click vào đường link bên dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.